Đây các bạn hãy xem một hình ảnh hôm qua kết thúc trận đấu khi đội tuyển Việt Nam một trận tạ chiến mà chúng ta đang thua. Huấn luyện viên David Solskjaer đáng nhẽ phải ra động viên và khích lệ các cầu thủ của mình. Hai nữa là phải đi cùng các cầu thủ về hướng một hơn 100 cổ động viên Việt Nam đã phải bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ tiền ra để mua vé máy bay sang tận Indonesia để cổ vũ, nhưng không, ông ta lại thản nhiên tươi cười và bước sang phía đội tuyển Indonesia bắt tay và nói chuyện với cầu thủ rất tươi cười, và huấn luyện viên Zidane cũng tươi cười. Đó là một cái gì đấy mình cho rằng đó là nghịch cảnh mà nó không đúng với cái hoàn cảnh đó. Các bạn nên nhớ rằng cái đợt Asian Cup rồi, huấn luyện viên Kalikman sau khi đội tuyển Hàn Quốc của ông ta thua đội tuyển một cái đội tuyển đó, và huấn luyện viên Kalikman đã nở một nụ cười, và chính nụ cười đó là ông ta như là món Việt Nam như là món Hàn Quốc cắt chữ ông ta. Và lần này huấn luyện viên Solskjaer cũng vậy, mình không hiểu là như thế nào cả, thật sự là không hiểu. Còn tất cả vấn đề đội tuyển Việt Nam dưới 10 trận gần nhất của ông David Solskjaer này cầm quân thì ông ta đã để thua tới 9 trận và thắng chỉ một trận nhất. Mọi thứ các bạn đã biết hết cả rồi, mình không trình bày lại làm gì cả. Ngay cả trận đấu hôm qua, cái đấu Pháp mà chúng ta tự thua trước Indo, chứ hôm qua Indo không hề quá mạnh gì cả các bạn ạ. Thật ra mà nói chúng ta bung sức ra, chúng ta đã pressing họ toàn diện, và hết hiệp một chúng ta bị mất sức và chúng ta bị dừng đột ngột, tức là cảm giác mình hết sức đấy các bạn. Sang đầu hai người ta bung sức ta đá mình thua thôi. Thực ra Indo sao đá hoàn toàn không hay các bạn. Bây giờ mình thấy một huấn luyện viên bóng đá Việt Nam mà nó bị khủng hoảng truyền thông mà tồi tệ đến mức độ như này. Chưa bao giờ đến là bóng đá Việt Nam nó phải khóa cái trang fanpage của mình, bình luận của mình hai lần liền. Đó là cái trận đấu trước Việt Nam gặp Indonesia tại Asian Cup, và cái trận đấu ngày hôm qua Việt Nam gặp lại gặp Indo. Nguyên là bóng đá Việt Nam nó phải khóa cái trang fanpage lại, bình luận lại, vì tất cả nhiều người phản đối quá. Kêu như là bóng đá Việt Nam sa thải, kêu như là bóng đá Việt Nam mà đã sai lầm cái thuê huấn luyện viên này, và kêu là ông David Solskjaer đã phá đất là bóng đá Việt Nam. Mình nghĩ là nên là bóng Việt Nam đã ký với ông David Solskjaer là một hàng hớ. Tức là thường thì các bạn biết là huấn luyện viên Park Hang-seo ấy ký nên là bóng Việt Nam mà cứ ký 1 năm 1 và gia hạn 1 năm. Nhưng không, lần này thì huấn luyện viên bóng Việt Nam ký ngay với ông David Solskjaer này từ tháng 2 năm 2023 đến tận tháng 7 năm 2026. Và bởi vậy nếu như mà không có lý do gì chính đáng mà sa thải huấn luyện viên Solskjaer thì nên là bóng Việt Nam phải đền toàn bộ cái tiền từ cái thời điểm phá hợp đồng đến thời điểm kết thúc đồng vào tháng 7 năm 2026. Và các bạn biết rồi, toàn bộ cái tiền lương của ông ta cộng với một dàn bộ sậu của ông ta là không hề ít tiền các bạn nhé. Một tháng đâu đó mình nghĩ phải 100-200 nghìn đô, vì nó là toàn bộ cả 5-7 huấn luyện viên đi theo ông ta chứ không phải một mình nữa của ông ta đó các bạn. Đó là một cái khoản tiền rất là lớn, và vì chính vì vậy mà liên đoàn bóng Việt Nam cứ loay hoay mãi không dám sa thải, mà thừa biết ông này không ra gì rồi, nhưng mà đang đợi lúc cái hai cái trận đấu Indo này, nếu như ông ta không hoàn thành được cái chỉ tiêu này thì bắt đầu sa thải nó một cách chính đáng các bạn. Đó là cách chúng ta ký hợp đồng hơi sai lầm các bạn.